Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, chuỗi ngày nắng ráo ở khu vực Bắc Bộ sẽ còn kéo dài cho đến hết tuần này. Sáng sớm có sương mù vài nơi, đêm và sáng sớm ở vùng núi trời lạnh. Nền nhiệt toàn khu vực từ ngày mai có xu hướng tăng nhẹ, dao động trong mức từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ, mưa dông tiếp tục xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Cụ thể, các tỉnh từ Hà Tĩnh vào đến Bình Định có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm, mức nhiệt không nơi nào vượt quá 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại cả vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Nguyên dao động từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Trên biển, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Ngoài ra, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực tỉnh Quảng Bình mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với phần nhiệt độ chi tiết cả vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Cảm ơn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi.